Hôm nay nó có nhiều cái chuyện rất ư là buồn cười, mà hồi nãy mà mày cho tao coi cái thằng mà Quang Lâm mà là tao đang ăn tô mì gói, bữa sáng ra tao không có ăn, tao ăn mà tao sặc. Tao cười mà tao sặc, mẹ tiên sư đó. Không biết cái này tại vì cái clip của bố thì nó cũng hiện lên cái chữ là hạn chế, thấy không? Cho nên ra bị đó tao không biết là có mời lên được không, nhưng mà thấy nó mời nó làm hoài không được thì bố đại khái là coi như thay mặt nó để mà mở like thôi. Nhưng thực chất là coi như là thì cũng không muốn mở like đâu, tại chẳng có cái gì để nói, bởi vì hầu như những lúc gần đây hầu như là nó tấu hài không à, nó không có cái gì gọi là từ cái chuyện mà ở bên nước ngoài, bên cộng đồng người Việt ở Mỹ, rồi ở trong những cái dân chủ cội ở Việt Nam, hầu như hoàn toàn là nó giống như nhà tấu hài ấy. Thành ra mình cảm thấy mình tức cười quá. Mấy cái chuyện đó thì hầu như là cả mọi người dân ở Việt Nam mình đều cũng biết, và những cái người đó là mình chỉ cười thôi. Nói chung là người dân Việt Nam mình chỉ cười thôi, bởi vì nó lố bịch, phải không? Nó lố bịch một cách rất là trắng trợn, cho nên vì đó mình cũng không cần phải nói, bởi vì nói cũng thừa. Và tao cũng làm biết lên like là bởi vì tao hỏi tụi nó mấy câu mà chẳng có thằng nào từ xưa tới bây giờ chẳng có thằng nào để giải đáp tao, và chẳng bao giờ có thằng nào mà giải thích cho tao một cách thỏa đáng. Thành ra tao cảm thấy nó sao, cái là nó không có thuyết phục đối với tao. Thành ra tao cảm thấy tao làm biếng, bởi vì chính tao hỏi mà tụi nó còn không trả lời được. Tao hỏi mày có 2 câu hỏi, 3 câu hỏi thôi mà chẳng từ lớn cho đến nhỏ không ai trả lời được, kỳ vậy. Cái bị đó tao cũng làm biết lên like, nhưng mà tại vì hôm nay lên like là lên like theo kiểu như thơ quan nó lên like không có được, rồi tất cả mọi người cũng đang có một cái diễn đàn, xem một cái sân chơi, thì hôm nay thì bắt đại diện cho thơ quan á, tại vì nó làm không được tao làm thế đó thôi. Rồi bây giờ các con biết nào muốn lên lên, bây giờ nói chuyện về cái chuyện mà ông Ngô Đình Diệm thì cái chuyện đó Quang Lâm nó nói hết rồi, mà hầu chưa nói thực tế luôn. Nó nói mà mình cười, bởi vì cái cười này là cái cười hầu như mình hòa nhịp với nó, bởi vì nó có giữa cái đây là tao là người lính Việt Nam Cộng Hòa, tao cái ngày 11 tháng 11 năm 1963 là tao đã 11 tuổi rồi, và tao leo lên nóc nhà, tao ngồi tao coi nó bắn khi mà nó dạo chánh á, thì tao đã biết rồi. Đâu rồi, bên ha có đứa nào nhắc ông Phượng vào, kêu ông Phượng vô chơi. Có cái nào lên không? À, quên nữa, tao quên, tao báo cáo tụi bay cái này nó có thiệt nha. Đây nè. Cái này là thực sự có thật nha. Đây. Đây, để cho tụi bay coi để tụi bay khỏi tụi nó láo cái gì. Tánh tánh tao là phải nói, phải có sách thì mách thì phải có chứng, rõ ràng. Đây cho tụi bay coi nha. Để tôi gỡ xuống rồi tôi gắn lên. Đây. Đây là VTV nha, báo điện tử VTV nha. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh. Thấy chưa? Đây nha. VTV ra. Đó. Thì ta mới nói với tụi bay một kiểu là chưa có một... nó có vui chứ nè. Ở trên thế giới này chưa có một đất nước nào mà nó có một cái điều kỳ lạ giống như Việt Nam mình. Hở ra thì tụi nó nói Việt Nam rồi nghèo đói rồi không đủ trọi trơn. Bây giờ tao cho tụi bay coi rồi đó. VTV nha, đài 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 của chính nhà nước, không phải đài của tao nha. Đó, thấy chưa? Đã thông báo rồi. Tháng 12, ngày 12, nếu họ xét duyệt những người nào cận nghèo và họ nghèo, họ sẽ hỗ trợ điện thoại thông minh để mà tiếp tục những cái gì đó. Đại khái như muốn thích gì coi thì coi đó. Mà thấy cũng có đất nước nào giống như Việt Nam mình không? Cái đò đó, cái điều đó nó nói lên hết trơn rồi, và bây giờ nó lu loa nó đủ trò, thấy càng ngày mình nói như có giống như kiểu như vậy. Những con vật hoặc là những con gì đó mà khi nó dồn vào đường cùng, biết là sắp sửa chết, thì thường thường họ nó sẽ cắn, chó thì nó cắn, rắn thì nó sẽ phun độc độc, đã khác vậy, là những cái sự gọi là thoi thóp. Đó cho nên bị đó quên nó, tao tụi bay quên nó, tao nói chuyện gì tao quên nó, tao tính kêu ông Phượng vô chơi. Ông Phượng tao đâu rồi, còn ai muốn lên thì cứ đưa 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 đưa, đưa cái gì đó gửi yêu cầu nha. Tao đi coi thôi, đi tới Phượng nè.
alo, đâu rồi, thơ qua mày kêu tao lên rồi mày không lên đi, thằng Trung nữa, đến rồi lên đi, lên bàn chút xíu cho nó vui rồi. Kỳ vậy ta, ổng chạy đâu rồi, mua cà phê chắc. Đó, thì bây giờ nói chung thì có chủ đề thì nó lan man, nói chung là lan man. Thì có những cái mà hầu như sáng nay tao cũng vô tình thôi, tao cũng lên mở máy lên thì thấy có nhiều đứa nó buồn cười lắm, nó chửi Việt Nam mình nó vui một cách đó, nó lu loa nó chửi tùm lum tùm la mà không ra cái gì đó, bởi vì tụi nó không có biết cái con mẹ gì Việt Nam cả. Rồi mình nói sơ qua về vấn đề coi như phải có Trung lên đi con, rồi nói chung về cái gì mà bắt trọng nhà ta mới vừa đi Trung Quốc đó. Thì theo một cái cách thì có một cái bài báo nó mới nói một cái câu là như là Việt Nam quá khôn để tình hình 5 năm tới, 5 năm tới nha, thì Trung Quốc không dám làm một cái gì cả đối với người Việt Nam. Đó là một cái đường đi rất là khôn ngoan. Thì có một thằng nó comment mà nó viết sai chính tả nữa chứ. Rồi giờ mới vô không gọi. À, chào anh Lê, trời ơi, sao rồi, lấy chồng lấy vợ vui không con? Chào trời. Ok, đứa nào lên? Thằng Trung đâu rồi, thằng Thơ Quang đâu? Sao tao mở cho tụi bay mà tụi không lên? Tụi bay lên tụi bay bàn tụi xôm trụ tụ tụi mới vô chứ trời. Thì có một thằng nãy tôi nói với chưa có dứt, thì có một thằng nó còn đỡ phê bình tao, nó mới nói rồi mấy cái thằng nào mà nghe tin những cái lời như vậy làm cái đồ thứ phản quốc gì đó đầu, xong bà đi viết sai chính tả nữa mới cái buồn cười. À, nó viết sai chính tả mà nó ngồi nó còm mày nó chửi tao, tôi buồn cười. Tao nói má trời ơi, mày viết mày trả lời tao mà còn viết mà xin chính tả mà còn sai nữa, má mày ngồi lên đây mà để mày ngồi thường nó nhấc lên nha mày. đúng rồi Trương Khôi, ở đây nói chung là coi như từ xưa giờ bố chẳng nhục mạ ai cả, cờ vàng cờ đỏ vậy bố không có nói, bố chủ yếu đất nước của mình thấy nó phát triển như thế nào, cuộc sống người dân ra sao, rồi được tăng trưởng như thế nào, rồi Trương Khôi cũng biết rồi đó, bố Hành Lê Trương Khôi là thượng nhất cũng vậy, bố về Việt Nam 6 tháng trời, rồi là hơn nửa năm bắt đi từ ra Nam tới tới Bắc, cho nên vì đó bố không biết hiểu đây có lịch sử là ai bố không biết, nhưng bố cứ mời lên.